chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Như anh em có thể nhìn thấy trên màn hình hiện tại, đây là nhân vật thần kiếm Võ Lâm Minh Chủ 2021 ở giải cao cấp. Một nhân vật chơi môn phái Thiên Vương Bang cực kỳ tâm huyết. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục chơi Thiên Vương Bang luôn anh em. Cho dù rất là nhiều giai đoạn Thiên Vương nắm chùm, Thiên Vương bị nép đi rất là nhiều, Thiên Vương bị phới cực kỳ nhiều và quay trở lại Thiên Vương Thương. Thầy Hoàng Kim của Thiên Vương Thương trỗi dậy và giúp cho anh ấy có được một cái sự quay lại rất là dữ dội. Tuy bây giờ cái chiêu Bá Vương Tạm Kim của Thiên Vương nó bị giảm đi một lần đam, giảm đi một lần khống chế, nhưng mà Thiên Vương Thương nếu như anh em biết PK và anh em có được một cái tìm hiểu kỹ về cái môn phái này, đây là một môn phái solo không ngán ai thật sự luôn rồi anh em. Và anh em có thể nhìn thấy anh thần kiếm hiện tại anh ấy có số bình giáp là 11.052.881 binh giáp. Hiện tại server của anh ấy là server S34, tông sư 45. Những anh em nào mà chơi Thiên Vương đa phần sẽ rất là khó để lên cái cấp, tại vì đây là một môn phái đánh cận chiến mà anh em muốn đi farm rồi này nọ rất là khó, vừa lướt đến đối phương hay là lướt đến con quái là bị chết mất tiêu rồi. Nên là cái việc nếu như mà team của chúng ta không chấp nhận chúng ta thì sẽ cực kỳ khó. Bởi vậy là để những anh em nào trên chung với Thiên Vương thì thật sự cái team đó là phải nhân từ lắm á. Nói như vậy thì cũng hơi kỳ đúng không anh em, nhưng mà thật sự là vậy, tại vì Thiên Vương đánh cận chiến mà đâu kể lại mấy ông kia đâu. Nếu server nào mà nó chơi ép mình nữa chứ, nó cho mấy team như là Đường Môn, Ngũ Độc Trưởng đồ này nọ hay Gió Đăng Khí đồ cái kiểu á, nó vừa lính mega giết chết vừa lính mega giết chết, mình đâu có kịp đánh đâu, nên là mình đâu có được hưởng nhiều. Dễ chết, dễ thua lắm anh em, dễ bị sa sút về kinh nghiệm cái kiểu, nên là khó liên cấp là vậy. Mà lên được cái cấp cao thì sẽ rất là khủng khiếp. Con Thiên Vương này đủ chiêu của nó sẽ không chơi tốt lắm nếu như anh em build tốt. Thôi quay lại nhân vật này thì anh em có thể nhìn thấy hiện tại anh thần kiếm của chúng ta có cái chỉ số tấn công nè là 18.984, sức mạnh của nãy là 5k5. Nhiều anh em nói là con Thiên Vương không nên build sức mạnh, tại vì cái tấn công cơ bản của nó quá thấp nên không build sức mạnh để làm cái gì cả, không có chiêu tăng tấn công cơ bản luôn, cũng bắp lắm đúng không, nên là lấy sức mạnh chi tốn tiền, tại vì sức mạnh nó tốn hơn viên tấn công rất là nhiều. Lan chi thà build tấn công với lại bỏ qua kháng kim có lý hơn. Nhưng mà cái đó là một cái nhận định sai nha anh em. Cái thằng tấn công cơ bản của chúng ta nếu như mà nó bằng không á thì ok, cái nhận định đó của anh em là đúng. Nhưng mà khi anh em đã lên được những món hoàng kim hoặc là những món bạch kim, chúng ta có được cái tấn công cơ bản này nó cực kỳ lợi hại. Cái điểm tấn công của chúng ta nó có thể đổi bằng cái điểm sức mạnh cộng với tấn công cơ bản. Nếu như tấn công cơ bản của anh em bằng không thì coi như sức mạnh nó sẽ bằng với tấn công, một điểm sức mạnh bằng một điểm tấn công. Nhưng tấn công cơ bản của anh em khác không thì một điểm sức mạnh nó sẽ bằng một chấm mấy điểm tấn công, tùy vào cái tấn công cơ bản của anh em nha. Cái này nó quan trọng lắm chứ không có đùa đâu. Ví dụ như mà anh em đang có 60%, 65% này tấn công cơ bản đúng không, mà một điểm sức mạnh với 65% tấn công cơ bản nó sẽ khác với một điểm sức mạnh với không điểm tấn công cơ bản, nó sẽ chênh lệch rất là nhiều đó. Bởi vậy anh em đừng có suy nghĩ vậy, nó sẽ làm thọt đi cái nhân vật của mình. Máu của anh ấy là 520k, mình không biết là anh ấy có build sinh khí nữa hay không, nhưng mà máu quá nhiều, 500k máu. Cũng hên là cái con Thiên Vương này nó được cái chiêu búp cái chuông. Cái chiêu búp cái chuông này nó giúp cho Thiên Vương Thương có khả năng bơm máu rất là tốt. Máu ở trong game này hiện tại về những cái môn phái hay là nhân vật của anh em tầm khoảng 300k máu hoặc là 200k máu trở lên, nó bơm máu cực kỳ cùi luôn. Phải nói là như vậy, cho dù tông sư hay không tông sư nó bơm cực kỳ cùi. Bởi vậy thường video của nó với anh em là build cái thằng hút sinh lực đi á, để cho đỡ bơm máu chung thôi, là tầm khoảng 250k sinh lực là anh em bơm 30 bình máu nó mới full. Còn thôi bơm ít nhất cũng là 20, đúng không? Ít nhất là 20 bình máu. Mà để full bình máu đó anh em không bị tấn công nữa chứ, mất biết bao nhiêu thời gian chúng ta không giao tranh đó, nên là nó rất là bất lợi. Vì vậy là con Thiên Vương này mình thích ở chỗ là cái chiêu cái chuông của nó búp lên cái chuông và mình búp máu
thì nó sẽ hồi lại rất là nhiều máu, rất là tốt luôn á. Anh em chơi lâu anh em mới hiểu được cái chiêu đó. Rồi sinh khí của anh ấy là 2k8, máu là 520k, kinh khủng. Tấn công cơ bản là 65%, sinh lực cơ bản là 377%, chính xác là 2k5, 143%. Bỏ qua né con này 3k, anh ấy vừa chơi chính xác vừa chơi bỏ qua né luôn, ghê không? Cái nhân vật này thật sự luôn á, bây giờ là anh ấy bắt người là hơi bị kinh luôn á anh em. Để hồi mình xem cái tỷ lệ tăng hay là thời gian tăng của anh ấy có build hay không. Né tránh là 5k6, 54.53%, chỉ số này tránh rất là cao nha. Ổng khống chế người ta cứ ngắt luôn, người ta đánh ổng thì hên xui, 10 cái dính 5 cái. Kinh thật. Rồi, đỡ đòn 15k, 42.94%. Đỡ đòn miễn thương là 5k5, 53.77%. Cái con thiên dương hiện tại nó có khả năng giảm sát thương rất là cao từ cái chiêu mới được buff lên là cái chiêu tăng kháng tất cả, bây giờ có thêm giảm sát thương nữa, rồi thêm cái chiêu chinh chiến bất phương khi mà được búp lên, bị người ta khống chế á, mình búp lên cái được giảm sát thương, thêm cái kim chung cháo giảm sát thương nữa, giảm kinh khủng luôn. Bây giờ ảnh build thêm đỡ đòn miễn thương với lại kháng chi mạng cao nữa là châu kinh khủng luôn anh em. Rồi chi mạng là 4k6, 97%, sát thương bạo kích là 3k6, 300%. Anh ấy build thêm nữa là miễn sát thương chi mạng, miễn sát thương bạo kích. Nhiều anh em đến bây giờ là nói sao kháng chi mạng 4k7 100% rồi mà phải build thêm miễn sát thương bổ kích nữa. Thì theo như những chia sẻ của anh em, nếu như chi mạng của đối phương cái chỉ số nó vượt quá cái chỉ số kháng chi mạng của chúng ta rất là nhiều thì đối phương vẫn có khả năng đánh vô chi mạng cho dù kháng chi mạng của chúng ta là 100% nha. Nếu như mà chỉ số chi mạng của đối phương nó quá cao, quá vượt trội chúng ta rất là nhiều luôn á. Ví dụ ở đây là người ta là 6k6 đi, mà chúng ta ở đây kháng chi mạng là 4k7, tuy kháng chi mạng 100% nhưng đối phương vẫn có khả năng đánh lên chi mạng, cứ là ác luôn anh em. Vì vậy là build miễn sát thương chi mạng là với cái kháng chi mạng này cao á thì build thêm bộ cái miễn sát thương chi mạng này vẫn hợp lý, đúng không? Rồi bỏ qua kháng kim là 1k6, kháng của anh ấy anh em có thể nhìn thấy 9k hết. Cái kháng này bây giờ anh em có thể build khá là dễ, và cái kháng này nó sẽ giảm đi cái sát thương nhận vào của anh em rất là tốt luôn. Cơn quá ngũ hành, khi mà con thiên dương này đánh vô những môn phái hệ mộc, đam của anh ấy sẽ tăng thêm 52.93%. Hệ mộc đánh vô anh ấy, đam sẽ giảm đi 52.93%. Giảm sát thương cuối của anh ấy là 14.36%. Tỷ lệ thọ thương là 1k8, thời gian thọ thương 1k8. Anh này ảnh vừa chơi đam cao nè, có chí mạng sát thương chí mạng, đánh vô đối phương là đứng cứ ngắt là bỏ qua né rất là cao nha. Chính xác nè, đánh vô vừa chơi chính xác, vừa chơi bỏ qua né, vừa chơi khống chế luôn, một cách build đồ cực kỳ ghê luôn. Cái này nếu như mà thực sự anh ấy build lên nữa thì cái con thiên dương của anh ấy, cái nhân vật thần kiếm này nó còn ác nữa đó anh em. Build đúng khủng luôn. Tỷ lệ giảm là 1k8 nè, không chơi tỷ lệ làm chậm giảm à, tỷ lệ giảm lên k8. Đó, ghê chưa? Thời gian giảm cái kiểu con đà điểu, nữa là dữ dội, kháng choáng nè, 2k2, thời gian kháng choáng 2k, thời gian siêu giảm là 2k7. Ghê thật. Cơn quá hiện tại đang là 291, khí hồn 151, coi cái vũ khí. Cây thương bậc 15, anh ấy sử dụng là sức mạnh chí mạng, sát thương chí mạng, vật lý ngoại, đỡ đòn, tỷ lệ thọ thương, điều khắc 98%. Cái điều khắc này rất là ngon luôn anh em, ngon cũng kinh khủng nhưng mà nó rất cũng khủng khiếp. Anh ấy build là bỏ qua né, sức mạnh, tỷ lệ tăng và thời gian tăng, hàng chi chỉ số của anh ấy quá khủng. Rồi qua cái dây chuyền hệ thổ là sức mạnh, sát thương chí mạng, chính xác, sinh khí, né tránh và đỡ đòn miễn thương, điều khắc 76%. Bỏ qua né tránh, sức mạnh, thời gian tăng, tỷ lệ tăng. Rồi qua cái nhẫn trên bậc 14 hệ thủy, sức mạnh, chí mạng, sinh khí, né tránh, chính xác và tỷ lệ thiêu đốt giảm, điều khắc 75.5%. Bỏ qua né, sức mạnh, tỷ lệ tăng và chí mạng. Anh này là ảnh tính toán ghê lắm nha anh em. Mấy anh em thấy là mấy viên này nè, thấy không, không có chí mạng nè, bắt đầu qua bên này có gì chí mạng là ảnh tính là đủ móc 100% là ảnh bỏ chí mạng, ghê không? Đó là suy luận của mình thôi. Rồi sức mạnh nè, chí mạng, đỡ đòn, hút sinh lực, tỷ lệ thọ thương giảm và đỡ đòn biến thương,
cái này ok nha, ngon đấy. Rồi điêu khắc 67.5%, sức mạnh tỷ lệ bức lại ngũ hành tăng, bảo quan đi tránh và thay nhẹ bức lại ngũ hành tăng. Qua cái ngọc bội hệ quả, sức mạnh, chí mạng, hút sinh lực, tấn công, né tránh, tỷ lệ thọ thương giảm, điều khác 77.5%. Bảo qua né sức mạnh, tỷ lệ bất lại ngũ hành tăng và thời gian bất lại ngũ hành tăng. Qua cái áo hệ kim là bảo qua né thời gian thọ thương, sinh khí, chí mạng và sát thương chí mạng thêm thân pháp nữa. Rồi điều khác 76%, đỡ đòn thân pháp, thời gian bất lại ngũ hành giảm và kháng chí mạng. Rồi qua cái nón hệ thủy là sức mạnh, sát thương chi mạng, né tránh, bảo quản né tránh, miễn sát thương chi mạng và kháng chi mạng. Điều khắc 75%, đỡ đòn, né tránh, kháng chi mạng và thân pháp. Anh ấy build để cho chỉ số né tránh của anh ấy cao cao luôn. Rồi qua cái bao tay hệ mộc là sức mạnh, chi mạng, sát thương chi mạng, tỷ lệ chấn giảm, thời gian chấn giảm và thân pháp. Ngon chứ bộ. Này là đỡ mấy ông võ đan khí đồ này nọ khống chế nè. Rồi né tránh nè, thời gian mất lại ngũ hành giảm, kháng chi mạng và thân pháp. Chỉ số đỡ đòn của anh ấy là cao quá rồi, nên là bây giờ bắt đầu anh ấy là build qua những cái chỉ số khác như là né tránh. Rồi qua cái thằng cái đai sức mạnh chí mạng sát thương chí mạng, bỏ qua né tránh và thân pháp. Thân pháp rất là cao đúng không anh em. Điều khác là 76%. Đỡ đòn, né tránh, kháng chí mạng và thời gian giảm. Thân pháp 3k2 là kinh thật. Rồi qua đôi dài hệ mộc là tấn công, chí mạng sát thương chí mạng, bỏ qua né tránh và kháng chí mạng. Điều khác 80.5%. Kháng chi mạng, thân pháp, đỡ đòn và né tránh. Rồi qua phi phong liêm trinh cực là tấn công, sinh lực tối đa, cường quan ngũ hành, sinh lực tối đa các bạn, chi mạng và đỡ đòn. Qua hạn huyết long câu, hạn huyết long câu cộng 140. Rồi có được cái bối sức quỷ chảm tinh, sát thân cuối, tấn công, sinh lực tối đa, cường quan ngũ hành, thời gian bước lại ngũ hành tăng và kháng tất cả, né tránh tất cả tiềm năng, kháng thổ, kháng quả, chi mạng. Kháng quả để trị mấy ông cái bang, kháng thổ trị do đang tính toán hết, ghê thật. Rồi qua ngũ hành ứng bậc 15 và sử dụng trang sức chí mạng. Bí kíp của anh ấy đang sử dụng là thức thương quyền, tấn công kháng tất cả, kháng chí mạng là tấn công kháng tất cả, thời gian siêu giảm, vật lý ngoại bao qua kháng kim, tỷ lệ thổ thương và đỡ đòn bao qua né tránh. Tuyệt học của anh ấy sử dụng tuyệt học sức mạnh chí mạng, rồi bỏ qua né, thời gian thọ thương, rồi kháng chi mạng, tỷ lệ giảm, tỷ lệ choáng giảm, thời gian thọ thương giảm. Rồi anh này build mấy cái này để trị mấy ông thiên dương là cái thứ nhất, thứ hai trị dương môn thương, có thể là trị luôn thiếu lâm luôn, trị hệ kim đó anh em, trị ami cũng được. Rồi tỷ lệ giảm, tỷ lệ choáng giảm này trị mấy ông hệ thổ. Ông này ông build vô là cho ông khỏi bị khống chế luôn á. Anh ấy đang sử dụng là sát thương hệ kim mà cái khí quán chân hồng mà tăng đam, tăng sinh lực, kháng chi mạng. Cái này là ảnh build theo cái tâm vô bản vụ nó là ngon lắm nha. Rồi qua có nhật kim thang, bỏ qua kháng kim, kháng chi mạng, miễn sát thương chi mạng, được giảm sát thương, giảm sát thương đã coi rồi 12% trong 6 giây. Sử dụng sinh bất tức, chi mạng, sinh lực tối đa, kháng tất cả. Anh ấy có thể thay đổi thành diệu thủ hồi sinh càng tốc. Tại diệu thủ hồi sinh giúp cho chúng ta nếu như mà full 100/100 hồi 48% máu mà ảnh búp lên cái chuông nữa là ảnh hồi biết bao nhiêu máu luôn. Rồi qua kinh mạch chính hết, có một cái mạch 10. Tông sư hiện tại đang xài hệ kim, ngoại trang thì không có. Thu cưỡi thì hiện tại là 135. Đây, vật lý ngoại, sinh khí, sát thương chi mạng, tỷ lệ tổn thương bảo quản kim ngon. Chi cương ngon này. Yên là né tránh nè, thân pháp sức mạnh ở đầu biến thương, phản đồ tầm xa. Cái vó sắt là né tránh chính xác, chí mạng và sinh lực cơ bản. Bàn đạp thì sinh khí, đỡ đòn miễn thương, kháng chí mạng và né tránh. Trang sức thì sức mạnh, kháng chí mạng, kháng thủy, miễn sát thương, chí mạng và thân pháp. Hầu như là trang bị ngựa là xài được hết luôn á. Con ngựa là tăng lên được 140 rồi. Tăng được chỉ số gì đây? Cường quá, chắc chỉ số né tránh như là chỉ số sinh lực đúng không? Đó, anh em có thể nhìn thấy là anh ấy build đồ thật sự là đầu tư ghê lắm đó nha anh em. Qua bát quái là tấn công, sức mạnh, né tránh, kiên cường. Kiên cường này, cái điểm kiên cường này thì mình tìm hiểu là hình như là nó sẽ giảm đam nữa anh em, ghê thật. Rồi chí mạng bảo qua né, rồi kháng thổ, kiên cường. Đó, anh ấy, anh em có thể nhìn thấy là anh ấy đang sử dụng những cái dòng thuộc tính cho cái bát quái của mình. Ví dụ như là
miễn sát thương chí mạng, kháng chí mạng, tỷ lệ tổn thương giảm, đỡ đầu miễn thương sức mạnh thân pháp, sát thương chí mạng, thời gian thọ thương sinh khí, đỡ đầu miễn thương, thời gian thọ thương chí mạng, thiên về khống chế là nhiều. Rồi né tránh bao qua né tránh, sức mạnh bao qua né tránh đỡ đòn, né tránh đỡ đòn sức mạnh, kháng chí mạng né tránh. Ghê thật á anh em. Má ơi đầu tư quá kinh luôn á anh Thần Kiếm ơi. Cái này là sẽ tiếp tục rất là hấp dẫn. À, tại vì môn phái Thiên Dương thực sự là nó sẽ gây ra một cái khả năng khống chế rất là ghê. Với cái chỉnh sửa vừa rồi thì Thiên Dương trâu hơn, nhưng mà khả năng khống chế bị giảm chút xíu, nhưng mà vẫn không có vấn đề gì. Nhiều anh em nói là chỉnh sửa như vậy cũng được cho Thiên Dương nó trâu hơn, nó sẽ tồn tại tốt hơn trong giao tranh. Quá ghê luôn anh em. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.